Làm gì vậy? Mẹ biết mẹ buồn đó. Thư Đức Đục thả câu, người đàn ông chớp thời cơ trong tiệm phụ kiện. Vào tiệm phụ kiện để mua đồ thấy sơ hở, gã đàn ông nhanh tay trộm điện thoại. Toàn bộ hành vi đều được camera an ninh ghi lại. Video này nhằm cảnh tỉnh mọi người cần đề phòng để những trường hợp tương tự. Theo dõi, vụ việc xảy ra tại Bến Lức Long An vào khoảng 14h45 ngày 7 tháng 2. Một người đàn ông đã đi vào tiệm phụ kiện mua đồ, lợi dụng trong lúc mọi người đều tập trung vào màn hình máy tính, mất cảnh giác. Ông ta nhanh tay giở trò hai ngón và lấy trộm chiếc điện thoại, sau đó giấu vào trong người. Hành vi trên khiến nạn nhân không kịp trở tay, thậm chí là vẫn còn chưa hay biết về việc mình đã bị mất tài sản. Có thể thấy sự bất cẩn của chủ nhân chiếc điện thoại khi vứt ra ngoài lung tung tạo cơ hội cho kẻ xấu ra tay. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.